trong số quần áo mà mình có đó thì có ba bộ áo dài này á, là một cái gia tài mà mình rất là quý do mình khá nhỏ con rồi ba vòng cũng không được đẹp nữa cho nên có được mấy bộ áo dài này á, mình nâng niu lắm tất cả đều là làm bằng lụa hết bình thường không mặc tới á, thì mình sẽ cất vào túi lụa và để một góc tủ bây giờ sẽ lôi ra giặt lại để mặc tết nè năm trước á, thì mình toàn là giặt bằng tay với xà bông tắm không à nhưng mà năm nay mình mới vừa được tặng một bộ sản phẩm home care trong đó có một chai nước giặt gốc thực vật nó làm sạch nhẹ nhàng và chuyên dành cho các loại vải mỏng như là vải lụa nè ren hoặc là len lông cừu cho nên hôm nay mình sẽ dùng cái loại nước giặt này và giặt trong máy giặt luôn. mấy cái vải mỏng á, thì các bạn nhớ bỏ vào túi giặt nha. Mình giặt ba bộ áo dài và hai cái đầm lụa nữa thì sẽ dùng khoảng 3 phần tư của cái nắp này. Vừa hương bạch đàn rất là thơm mát và dễ chịu luôn á. Mình sẽ chỉnh chế độ giặt đồ mỏng. Trong lúc đợi đồ giặt xong á thì mình lôi mấy cái ly thủy tinh ra rửa lại. Mình cũng sẽ dùng một cái chai nước rửa chén gốc thực vật có hương chanh. Không biết ở nhà các bạn có rửa chén, rửa ly theo kiểu này không ha? Đó là mình pha một cái chậu xà bông xong rồi ngâm hết mấy cái ly vô. Rửa như vậy á, vừa tiết kiệm xà bông mà cũng vừa tiết kiệm nước nữa đó mà cái nước rửa chén này á không có mùi quá nồng mà cũng không có nhớt tay luôn nhưng mà nó lại có rất là nhiều bọt nha mình rửa hết đống ly mà vẫn còn dư xà bông xong rồi đang có một cái tô dính dầu mỡ á mình sẽ lấy chùi luôn rửa xong cái tô này sạch dầu mỡ luôn rồi mà vẫn còn dư xà bông nữa xong tới lúc này phải đổ bỏ thôi chứ không lẽ lôi hết chén ra rửa nữa khi mà tráng lại nước á thì mình cũng sẽ làm theo cái kiểu là chất hết ly vô trong cái thao mấy cái ly thủy tinh này thật ra thì không có bị dơ nhưng mà nó ướp trong tủ lâu ngày á nên là lâu lâu mình sẽ lôi ra để mà rửa một lần trong bộ quà tặng mình còn có một cái chai nước tẩy rửa đa năng nữa nè có thể rửa sạch dầu mỡ và các vết bẩn cứng đầu luôn cho nên mình có thể dùng để lau bếp rồi tết nhất thì vệ sinh nhà cửa luôn xong mình chợt nghĩ cái bộ quà tặng chăm sóc nhà cửa này là một cái ý tưởng tặng quà tết quá là tuyệt vời luôn các chị em gái có thể tặng cho nhau nè nhưng mà tốt nhất á, là có thể mua về để tặng ông xã hay là bạn trai của mình nha còn đây là mấy cái áo dài mình đã giặt sấy xong vải lụa mềm mát nè và còn thẳng không có nhăn như lúc nãy thiệt sự là mừng ghê á sau này mà muốn giặt đồ lụa hay đồ ren á đỡ cực hơn nhiều